Tại vì thời điểm 8 năm trước á, thì gần như cái cách mà để barista thể hiện á, đối với cộng đồng á, là điều qua latte. Xin chào độc giả Coveri, thì mình là Luân, hay là trong ngành thì hay gọi là Cọ, thì mình là founder của Hyper Coveri Roastery. Mình đi học á, thì mình thích marketing. Thì khi mà bước vào MIT á, thì mình chọn những cái ngành học liên quan đến marketing để mình học. Thì với ước mơ là sau này mình sẽ trở thành một marketing và có thể làm những cái công việc mà liên quan tới kiếm tiền. Cho tới lúc mà mình làm á, thì mình mới phát hiện ra là cái tính cách của mình nó lại không phù hợp lắm với cái môi trường văn phòng. Thì bắt đầu mình nghĩ, lúc đó mình gần như là mình không có hướng đi. Thì bắt đầu mình mới không biết làm gì hết, và lúc đó mình thường hay lên mạng để mình tìm kiếm những cái mình có thể làm tiếp theo. Thì vô tình mình thấy lá tè, và mình mới suy nghĩ một cái ý nghĩa là sau này mình muốn mở quán cà phê và mình trở thành một lá tè artist. Thì cái đó là cái duyên nó đưa mình tới với cái ngành cà phê. Thời điểm 8 năm trước á, thì gần như cái cách mà để barista thể hiện á, đối với cộng đồng á, là điều qua latte. Và lúc đó những cái cuộc thi á, là nó không có nhiều về như thi brewing, pour, nó cũng không có, nó về barista, về espresso cũng không có, chỉ quanh quẩn là nó giải trí qua cái latte. Thời điểm đó còn khi mà còn tìm những cái lớp học về latte á, thì lúc đó ở Sài Gòn nó chỉ có hai lớp thôi, và một trong hai lớp đó là lớp của anh Pháp Võ, là thầy cũng như là cái người sếp đầu tiên của mình luôn. Thì lúc đó mình đi học từ cơ bản một tháng tới nâng cao một tháng. Thì lúc đó mình phát hiện ra mình rất là mê à. Mặc dù lúc đó mình không có biết uống cà phê. Thật ra rất là nhiều khó khăn. Tại vì thời điểm đó thì gần như là cà phê nó không phát triển, và nó rất là khó để tìm một cái nơi học như mình mới chia sẻ, và những cái kiến thức hay là những cái nguồn tài liệu để mình có thể đọc á, thì gần như là không có. May mắn là mình học từ MIT ra, thì họ dạy cách tư duy và cách để mình nghiên cứu, mình tìm tài liệu để mình có thể viết. Mình thấy là ở Việt Nam nó không có đủ điều kiện về kiến thức, điều là không có nhiều cái nguồn tài nguyên chia sẻ như blog, rồi không có nhiều cái dụng cụ như là những máy móc xịn như bây giờ. Mà thì 8 năm trước là nó chỉ quanh quẩn những cái máy rất là thương mại, và nó chỉ rất là thiết kế rất là đơn giản, và để mà mình gọi là nâng cao về kiến thức thì gần như không có chỗ để mình trải nghiệm. Ngày xưa mình quyết định là mình không cho ai biết hết, mình cứ đi làm gì đó, giống như làm chui gì đó. Thì lúc đó thì mình cảm thấy mình thích thì mình làm thôi. Ba mẹ cũng không biết là mình đã từng phải đi làm cực khổ, đứng quầy rất là cực. Và một ngày làm 8 tiếng, và có thời điểm là có làm tới 3 job và 3 công việc một lúc. Thời điểm đó thì mình thật sự là nó rất là cực nhưng mà rất là vui. Đối với cỏ thì barista là cái người mà sẽ đi truyền cảm hứng cho khách hàng, và khi khách hàng thích cái ly cà phê đó, họ có thể uống được nhiều hơn, và nếu uống được nhiều hơn, họ có thể chia sẻ với những bạn bè, người thân và những người khác có thể uống được cà phê nhiều. Thì để mà barista có thể pha được đúng và có thể truyền được cảm hứng, thì trước tiên họ phải hiểu về cái mà họ đang làm. Thì ngoài cái chuẩn về kiến thức thì họ cần có thêm những cái câu chuyện bên lề về cái hạt cà phê, hay là những cái vùng trồng, hay là những cái sơ chế vân vân. Thì cái động lực đó giúp cho mình viết cái blog đó rất là nhiều cái đề tài, thì xoay quanh mình muốn cái người barista họ có thêm nhiều kiến thức. Thì thời điểm mà mình đọc về những cái tài liệu như sách, như những cái kênh YouTube, thì nó toàn là tiếng Anh hết. Thì lúc đó may mắn là mình từ MIT thì mình có khả năng hiểu họ nói gì. Nhưng mà hiểu thì nó giống như 50% thôi. Tại vì như mình nói là khi bạn hiểu mà bạn phải trải nghiệm nữa, tức là bạn phải có dụng cụ, có cà phê đó để bạn trải nghiệm được, bạn mới hiểu hoàn toàn. Còn khi mình chỉ đọc tiếng Anh thôi thì nó không hiểu hoàn toàn. Thì mình nói giống như có những cái thuật ngữ mình đọc trong sách nó rất là đơn giản, bây giờ mình thấy nói ra rất là đơn giản. Ví dụ như pre-infusion trong pha espresso, tức là bước ngâm trước khi pha. Nhưng mà thời điểm đó là đọc tới lần thứ 10 mình vẫn không hiểu pre-infusion là cái gì. Mặc dù tiếng Anh dịch ra thì hiểu, thời điểm đó là kiến thức nó cực kỳ thiếu thốn.
và ngay cả mình đọc được tiếng Anh thì mình cũng không hiểu là họ đang nói về cái gì. Nên là từ cái ý nghĩ đó nên sau này khi mà đọc khá khá tài liệu rồi thì mình mới muốn lập lên một cái blog để mà có thể chia sẻ những cái kiến thức cho cộng đồng, nhất là các bạn barista. Thì trong cái bài viết, tất cả những bài viết về barista trong cái blog Barista Weapons thì gọi luôn nhắm tới những cái ý nghĩa đó để giúp cho cái người barista họ có thể hiểu hơn về cái việc pha và có thêm những rất là nhiều kiến thức bên lề. Tất cả những án đó đều mang ý nghĩa là phát triển cho cộng đồng. Thật ra trên thế giới họ chia sẻ rất là thoải mái, họ không có gì phải giấu hết. Và ví dụ như ở những cái cộng đồng ở Bắc Âu, họ có những cái forum và khi họ giống như một cái buổi meeting room gì đó, họ chia sẻ, họ thuyết trình những cái chủ đề rất là hay. Và mình học qua những cái buổi sự kiện đó, những cái kiến thức đó rất là nhiều. Và mình cảm thấy là tại sao người ta làm nó miễn phí như vậy, nó thoải mái như vậy mà ở đây mình phải giấu. Đó là cái động lực để mình viết và mình làm những cái buổi workshop mà gần như là miễn phí và liên kết với những bạn khác. Thì cái event đầu tiên mà gọi nhớ thời điểm mà gọi làm với lại Barista Weapons ở Sài Gòn là cách đây khoảng 4 hay 5 năm gì đó. Thì thời điểm đó là chưa ai làm những buổi workshop về cà phê hết. Chủ đề đầu tiên mình làm là về espresso là gì. Thì lúc đó mình nghĩ nó có rất là nhiều cái kiến thức, rất là nhiều cái lớp học, nhưng mà mỗi bạn học theo một cái chuẩn nó mỗi khác. Đó là chưa có một nơi nào đó hệ thống hóa về kiến thức cho cái người barista cơ bản. Thì mình làm ra một cái workshop đó thì để giúp cho mọi người hiểu được những cái tiêu chuẩn khi mà pha espresso. Thì mình nghĩ đơn giản vậy thôi, và khi mà làm những cái đầu tiên á, thì thật sự là lúc đó cộng đồng barista đón nhận rất là nhiều. Tại vì lúc đó mình nghĩ là chưa có một cái workshop nào hết. Thì cái buổi workshop thứ hai là gọi là về latte art talk show, là một cái talk show nói về latte art và mời những bạn speaker latte artist trong ngành để chia sẻ về quá trình học tập, chia sẻ thêm kinh nghiệm. Thì nói chung mình muốn tạo thêm cái cảm hứng, tạo thêm cái động lực cho các bạn barista để gắn bó với ngành lâu. Và cái chi phí là gần như là một cái gì đó rào cản cho barista ở Việt Nam nói chung. Đây là đó là cái động lực để mình làm ra những cái lớp mà mình không thu phí. Ví dụ như hàng tháng thì mình có một cái lớp là fix and fold, nghĩa là sai tới đâu sửa tới đó. Thì lớp đó thì nó tầm khoảng 3-4 bạn thôi, thì vô mình sẽ làm cà phê, lấy espresso và đánh sửa. Thì cứ mỗi một bạn những lỗi sai nào đó mà sai thì mình sẽ sửa. Phần lớn là các bạn đều có một vài cái lỗi sai và mình đều giải thích là lỗi sai đó ảnh hưởng tới cái ly cà phê như thế này. Thì tất cả những lớp học đó thì mỗi tháng là một lần, nên nó chỉ có khoảng 3 tiếng thôi, nhưng mà nó sẽ giúp mấy bạn hiểu thêm tại sao nó sai. Nam thì bạn cần có cái tính nghiên cứu và tính trải nghiệm. Tại vì mấy bạn chưa bao giờ trải nghiệm cái kiến thức đó đúng hay sai. Thì ở Việt Nam mình thì mấy bạn chỉ dừng lại ở mức là đọc thôi, nghiên cứu thôi. Đây là mấy bạn còn thiếu cái phần gọi là trải nghiệm. Thì có thể mấy bạn rất là giỏi nhưng mà trong đầu mấy bạn chỉ là lý thuyết suông. Như về chiết xuất thì mình hay kiếm những cái dụng cụ liên quan để mình kiểm tra cái lý thuyết đó nó có hợp với lại cái cà phê của mình ở đây không, cái dụng cụ mình ở đây không. Để thành công thì nó người ta hay nói là đam mê. Thì đam mê phải thật sự là đam mê, tại vì khi mà gọi chia sẻ về cái bản thân mình thì chưa bao giờ mình muốn bỏ hết. Và khi gặp những cái khó khăn mà coi như là hết đường để mình đi thì mình phải nghĩ ra một cái cách nào đó để mình đi tiếp. Nếu bạn thật sự đam mê